Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà ở cái con hẻm 231 của đường Bình Tiên. Ở đây là hiện tại đang thuộc phường 8 quận 6 nha cô chú anh chị. Cái hướng này đó là mình sẽ đi ra cái hẻm 231 của đường Bình Tiên của chú anh chị ha. Đó, mình đi ra phía trước đó là mình đi ra cái hẻm 231 đường Bình Tiên. Rồi mình để tay trái thì cô chú anh chị mình sẽ đi về bên góc đường Bãi Sậy nè, rồi hướng ra ngay chỗ chợ Bình Tiên ha. Còn mình để tay phải thì mình đi về bên đường Văn Thân nha cô chú anh chị. Thì về bên đường Văn Thân thì nó có cái trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở bển ha. Thì ở đây nó cũng thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển, đưa con cái mình đi học ha. Thì hướng này mình đi thẳng ra mình để phải nha cô chú anh chị. Đó, thì cái đường trước nhà của mình đây. Và hẻm nhà mình là hẻm thông ha. Thì hẻm này nó có độ rộng là khoảng 3,5 m nha. Và hẻm này thì thông. Nó thông qua tới cái con hẻm bên kia của đường Văn Thân của chú anh chị. Đây nó đi thông qua bên này nè. Đó, bên này thì nó đi thông nè ha. Nó sẽ đi thông qua tới bên kia luôn. Đó, thông ra tới bên kia mình để tay phải bên kia nha. Đó, thì cái căn nhà mà Ngũ Hoàng sắp review á, thì nó ở con hẻm 231 của đường Bình Tiên nha. Đó, hẻm nhà mình hẻm thông. Ở đây thì nó thông tứ tung nè. Đây cái căn nhà của mình đây ha. Căn trước mặt của chú anh chị mình này. Nhà có kết cấu một trệt một lầu nha cô chú anh chị. Một trệt nè và một lầu ở bên trên. Nhà mình đúc bê tông cốt thép nha. Tổng diện tích đất của ngôi nhà này đang sở hữu là 41 m² của chú anh chị nha. Đó, tổng diện tích đất đang sở hữu là 41 m², kết cấu một trệt một lầu đúc bê tông cốt thép ha. Bề ngang của ngôi nhà mình đó là 3,6 m và chiều dài là 9 m ha. Và ở đuôi của ngôi nhà mình nó nở hậu ra là 7,15 m nha cô chú anh chị. Ngang 3,6 m, dài 9 m, đuôi nở hậu ra 7,15 m ha. Nhà thì mình hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng nam nha. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên nha. Thì nếu cô chú anh chị nào quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Một trệt nè, một lầu ở bên trên của chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào đang xem kênh của Ngũ Hoàng thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị. Ngang là 3,6 m ha và chiều dài là 9 m, nở hậu là 7,15 m ha. Hướng này là mình sẽ đi ra hẻm 231 của đường Bình Tiên. Rẽ phải thì mình ra bằng đường Văn Thân, rẽ trái thì mình ra bên đường Bãi Sậy hướng ra bên chợ Bình Tiên ha. Còn hẻm bên hông này là hẻm thông nè. Bên hông này mình rẽ phải là hẻm thông. Nhà thì hiện tại là chủ có làm là hai lớp cửa ha. Đó là một lớp cửa sắt ở bên ngoài và một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh ở bên trong. Gạch thì chủ ốp cao ráo lên xung quanh hết nha cô chú anh chị. Ốp cao ráo hết. Giờ vào bên trong nhà để cho cô chú anh chị mình xem ở bên trong ha. Đó, ngang là 3,6 m nha. Ở khu vực này là khoảng không gian khu vực phòng khách của ngôi nhà. Ở nhà thì xung quanh thì chủ ốp gạch cao ráo hết, ốp lên khoảng cỡ chừng là 3 viên gạch nha cô chú anh chị. Bên tay trái, bên tay phải gì cũng ốp cao lên là 3 viên ha. Đây cái mặt trước của ngôi nhà mình đây, một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh nè. Và một lớp cửa kéo lùa ở bên ngoài nữa cô chú anh chị. Nhà thì hiện tại đang mới sơn lại rất là mới và còn đẹp nha. Cái này mình mua về là mình ở thôi ha. Đó, mình không cần phải sửa chữa hay tân trang gì hết. Đang có hướng chánh là thuộc hướng nam nha cô chú anh chị. Ở nhà đang thuộc hướng nam ha. Tổng diện tích đất của ngôi nhà này đang sở hữu là 41 m² nha. Đó, chủ đang gửi là 4 tỷ 450 triệu. Đó, 4 tỷ 450 triệu nha cô chú anh chị. Cầu thang để mình di chuyển lên bên trên. Cầu thang đúc bê tông cốt thép luôn, bề mặt đi bằng đá hoa cương, tay vịn thì bằng inox 304 ha. Lên bên trên á là có 3 phòng ngủ ở bên trên. Thì một khoảng không gian này á là có thể mình làm phòng thờ, là có tổng cộng là 3 phòng ngủ, một cái toilet ở bên trên nha. Nhà có tổng cộng 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Ở đây là khu vực bếp của ngôi nhà mình nè, khoảng không gian khu vực bếp nè. Ở khu vực này là khu vực bếp ha. Cho con ngồi. Ở khu vực này là khu vực bếp nè, bên trong sẽ có khoảng không gian toilet ở bên trong ha. Cái này là gian bếp của ngôi nhà mình. Dạ. Khoảng không gian này là không gian toilet của ngôi nhà mình đây. Ở khu vực toilet nè, gạch ốp cao ráo luôn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Nói chung là nhà mình thì nói chung là còn tương đối là mới á cô chú anh chị. Mình mua về là mình ở thôi. Mình không cần phải tân trang hay sửa chữa này gì nữa cô chú anh chị ha. Đó, thì khu vực này là khu vực gian bếp của ngôi nhà mình nè.
Còn khoảng không gian này là không gian bếp của ngôi nhà mình nè cô chú anh chị, cầu thang để mình di chuyển lên bên trên. Cầu thang thì đúc bê tông cốt thép ha. Khu vực này á là khu vực phòng khách nè. Cầu thang di chuyển lên bên trên. Cô lên trên với con nha. Dạ. Quay giá nữa là xong rồi. Ở cầu thang nè, đúc bê tông cốt thép nha cô chú anh chị. Ở tay vịn thì bằng inox 304 ha. Ở bên khoảng không gian này đã có một cái khoảng không gian kiểu ô giếng trời nè. Ở lấy không khí gió từ bên ngoài nha. Cái này của chú anh chị mình có thể mình lấy cái dây đó mình kéo ha, để mình nếu mà muốn che mưa che nắng thì mình kéo ha. Họ còn bên trong này là một phòng ngủ nữa nè. Nếu của chú anh chị nào mình muốn làm phòng thờ thì cái này là khoảng không gian khu vực để làm phòng thờ. Còn nếu của chú anh chị nào mình muốn làm phòng ngủ á thì mình có thể làm được luôn ha. Nói chung là nhà mình thì có thể làm được 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Khu vực này là khu vực toilet của ngôi nhà mình nè cô chú anh chị. Ở gạch ốp cao đáo luôn cô chú anh chị ha. Đó, đầy đủ tất cả các nội thất rồi. Bên trong này là một phòng ngủ nữa nè. Phía sau này sẽ có ô cửa sổ cho mình luôn nè. Ở đây là một phòng nè. Đó, có hệ thống giường tủ nè cô chú anh chị. Đó, giường đó, tủ nằm bên này và giường thì nằm ở bên trong nha. Đó, khoảng không gian một phòng nữa ha. Đó, gạch ốp cao đáo luôn. Đó, gạch ốp ở dưới nè. Bên này thì ốp cao đáo hết nè. Phía ngoài này là cái lối để mình di chuyển ra phía bên ngoài. Thì phía bên ngoài đó sẽ có khu vực một phòng ngủ nữa. Nhà mình có tổng cộng là tới 3 phòng ngủ lận đó cô chú anh chị. Đây là một phòng nữa nè. Ở thì phía trước sẽ có khu vực ban công. Rồi có khu vực ô cửa sổ nè. Ô cửa chính ở đây ha. Ở khu vực này là một phòng ngủ nữa nè. Nhà mình có tổng cộng là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng nam của chú anh chị ha. Thì nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ với Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha cô chú anh chị. Đó thì khu vực này khu vực ban công để cô chú anh chị mình có thể mình làm cái xào phơi đồ ở đây nè. Ở khu vực này thì mình phơi đồ ở đây ha. Đó, lan can thì inox 304 nha cô chú anh chị. Cái hướng này là mình sẽ đi ra hẻm 231 của đường Bình Ti, mình rẽ tay phải thì mình ra đường Văn Thân ha. Rẽ trái thì mình đi ra đường Bảy Sậy hướng ra bên chợ Bình Tiên nha cô chú anh chị. Thì nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ với Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Tổng diện tích đất của ngôi nhà mình đang sở hữu là 41m2 nha. Ngang 3m6 và chiều dài là 9m nha. Nở hậu là 7m15 nha cô chú anh chị. Kết cấu một chập một lầu đúc bê tông cốt thép ha. Sàn là sàn đúc bê tông cốt thép nha. Đang có hướng chánh là thuộc hướng nam. Thì chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng với cái mức giá là 4 tỷ 450 triệu nha. 4 tỷ 450 triệu nha cô chú anh chị. Giá này thì chủ vẫn còn bớt ha. Thì nếu cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem. Nhà đang thuộc hẻm 231 của đường Bình Tiên thuộc phường 8 quận 6 nha, gần ngay chỗ chợ Bình Tiên luôn. Rồi và bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.